Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Totolink Việt Nam. Cách đây một vài hôm thì mình có nhận được tin nhắn của một số bạn hỏi xem là có thiết bị register nào có cách cài đặt tương tự như các mã Totolink S200 và Totolink S201 nhưng có tốc độ cao hơn hay không. Thì trong video ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi có mã là Totolink S12T đáp ứng được nhu cầu đó của các bạn. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay luôn nhé. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhìn qua về hộp sản phẩm. Thì trên đây sẽ có một vài thông tin như là tốc độ Wi-Fi nè, khả năng kết nối nhanh WPS, rồi hệ thống đèn LED cũng như là giao diện cài đặt nhanh trên điện thoại. Thì cái giao diện cài đặt của con S12T này á, nó sẽ tương tự như là những model S200 hay S201. Nó rất là thân thiện và gần gũi với người dùng, từ đó giúp cho bạn dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta thao tác và cài đặt. Ngoài ra thì ở mặt sau cũng sẽ có in một vài thông tin về thông số kỹ thuật, về phần cứng cũng như là phần mềm của thiết bị. Bên trong hộp sản phẩm thì chúng ta sẽ có một thiết bị repeater Totolink S12T cộng với một tờ hướng dẫn sử dụng nhanh. Thì cái tờ hướng dẫn sử dụng này sẽ có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt luôn, rất là tiện cho người dùng có thể tham khảo. Totolink S12T có tốc độ truyền tải không dây băng tần kép AC1200 với 300 Mbps trên giây ở băng tần 2.4G và 867 Mbps trên giây ở băng tần 5G. Sản phẩm sẽ có kiểu thiết kế tương đồng với những model như là LR1200 hay là A3002RUV2 với tông màu đen làm màu chủ đạo. Ở mặt trước sẽ là nơi đặt dãy đèn LED thông báo trạng thái hoạt động của thiết bị như là đèn nguồn nè, đèn CPU, đèn sóng 5G, đèn sóng 2.4G và đèn cổng LAN. Ở cạnh bên phải sẽ là vị trí đặt các nút WPS, nút kết nối nhanh của sóng 2.4G và sóng 5G và vị trí của nút reset dùng để khởi động lại cấu hình lại cài đặt gốc của thiết bị. Ở cạnh dưới sẽ là vị trí đặt cổng LAN tốc độ 100 Mbps trên giây. Tương tự giống như là S12M thì cổng LAN trên S12T cũng có khả năng nhận tín hiệu từ modem hoặc router nối đến, biến S12T trở thành một điểm truy cập không dây. Như vậy là bạn sẽ có được cho mình một thiết bị có cả hai chức năng luôn, vừa là repeater mở rộng sóng, vừa là một điểm truy cập không dây access point. Ở phía sau sẽ là chuôi cắm điện dùng để cấp nguồn cho thiết bị. Ngoài ra thì S12T cũng sẽ được trang bị hai anten ngoài có độ lợi mỗi anten là 5 dBi, giúp cải thiện khả năng thu phát sóng. Ok, giờ mình sẽ tiến hành cài đặt thử Totolink S12T mở rộng sóng 5G của một thiết bị router Wi-Fi để các bạn có thể tiện tham khảo ha. Sau khi cắm nguồn cho S12T á, thì chúng ta sẽ mở điện thoại và quét sóng Wi-Fi. Ở đây mình sẽ thấy được hai sóng, đó là Totolink S12T và Totolink S12T 5G. Đó, ở đây bạn kết nối vào sóng nào cũng được. Ở đây mình sẽ chọn kết nối vào sóng Totolink S12T ha. Tiếp theo chúng ta sẽ mở cái trình duyệt web trên điện thoại lên. Ở đây mình đang dùng Safari nên mình sẽ mở cái trình duyệt web Safari và mở cái tab riêng tư của nó lên. Còn nếu như các bạn đang dùng Google Chrome á, thì các bạn sẽ mở cái trình duyệt web ẩn danh ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ truy cập vào cái trang web địa chỉ IP là 192.168.0.254. Đó, mình sẽ đi đến cái trang web này. Rồi sau khi mở trang web này lên, chúng ta sẽ có hai mục tùy chọn. Thứ nhất là chế độ AB, có nghĩa là bạn sẽ nối dây mạng từ modem hoặc router đến cổng LAN trên AS12T. Lúc này để biến nó thành một cái thiết bị truy điện, một cái điểm truy cập mạng không dây ha. Rồi ở đây mình sẽ cho các bạn xem sơ bên trong. Thì trong cái mục chế độ AB này á, nó sẽ cho chúng ta đặt lại cái tên Wi-Fi cho sóng 2.4G và dưới đây nó có cái mục lưu ý nè, tên không dây 5G mặc định sẽ là XXX-5G, có nghĩa là nó sẽ thêm cái hậu tố 5G vào phía sau của cái sóng 2.4G này. Ví dụ đây mình đặt Totolink S12T đi, thì sóng 5G của nó sẽ là Totolink gạch dưới S12T gạch dưới 5G. Đó. Với cùng mật khẩu, có nghĩa là mật khẩu của sóng 2.4 là gì, thì mật khẩu của sóng 5G cũng sẽ là như vậy. Ngoài ra sẽ có một vài cái tùy chỉnh về độ rộng băng thông nè, cũng như là kênh truyền Wi-Fi của cả sóng 2.4G lẫn 5G luôn, thì các bạn có thể tùy chỉnh trong đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ cài đặt bằng chế độ chuyển tiếp, có nghĩa là mở rộng sóng không dây. Rồi sau khi truy cập vào chế độ chuyển tiếp này á, nó sẽ có một cái mục để chúng ta lựa chọn là băng tần mà bạn đang muốn mở rộng. Ở đây mình đang muốn mở rộng băng tần 5G thì mình sẽ chọn băng tần 5G. Lúc này thiết bị nó sẽ quét những cái sóng 5G xung quanh ha. Và ở đây mình muốn mở rộng cái sóng Totolink Studio, đó mình sẽ chọn vào cái sóng này. Và nó sẽ có hai mục tùy chọn. Có mục thứ nhất á, thì là cái tên mạng Wi-Fi và cái mật khẩu không dây của cái sóng, của cái thiết bị S12T nó sẽ trùng với lại cái con router hoặc là con modem chính luôn. Đó, nhưng mà ở đây mình đang muốn đổi là cái tên Wi-Fi cũng như đổi là cái mật khẩu
của cái con S12T nó khác với lại cái con mua 59 thì mình sẽ chọn cái thứ hai, có nghĩa là sửa đổi tên và mật khẩu mạng không dây mở rộng. Rồi, trước tiên thì trên đây bạn cần phải nhập đúng cái mật khẩu của cái mạng gốc ha. Ở đây cái mật khẩu của cái mạng studio của mình đó là VN Tutulin ha. Rồi, ok. Rồi, dưới đây mình sẽ đổi lại cái tên wifi của nó. Ví dụ như là mình đổi nó thành là EX1200T đi. Đó. Thì đây chính là sóng 5G của thiết bị, do là mình đang mở rộng bằng sóng 5G ha. Và một mật khẩu này đó, mình sẽ đổi lại nó là Tutulin 123 đi chẳng hạn. Rồi, ok. Rồi, dưới đây các bạn cũng sẽ đọc cái dòng lưu ý nè, tức là tên không dây 2.4G mặc định sẽ là gắn thêm cái hậu tố 2.4G nữa vào phía sau của S12T này đó, với cùng mật khẩu luôn, tức là sẽ cùng mật khẩu Tutulin 123 này luôn. Sau khi chúng ta cài đặt xong rồi á, các bạn sẽ bấm kết nối. Lúc này thiết bị nó sẽ tiến hành cài đặt ha. Và cái đèn chỉ báo trên cái thiết bị S12T, như hiện tại mình đang kết nối bằng sóng 5G đúng không, thì cái đèn nó sẽ, cái đèn 5G nó sẽ sáng lên màu xanh lá cây ha. Còn nếu như các bạn mở rộng cái băng tần 2.4G thì cái đèn bên băng tần 2.4G nó sẽ sáng lên màu xanh lá cây để báo hiệu là chúng ta đang mở rộng cái băng tần nào. Rồi, trên cái điện thoại của mình nó đã báo là kết nối thành công rồi nè. Rồi, ok, như vậy là mình đã cài đặt xong rồi ha. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu đến các bạn thiết bị mở rộng sóng không dây băng tần kép AC1200 Tutulin S12T. Cách đây vài hôm thì mình có thực hiện một cái video trải nghiệm hiệu năng wifi khi kết hợp A720R và S12T. Bạn có thể nhấn vào đường link mình để phía trên đây để tham khảo thêm. Mà nếu như các bạn đã có nhu cầu mua sản phẩm Tutulin S12T thì có thể đến các cửa hàng của hệ thống Sofonas hoặc là ghé cửa hàng máy tính Thành Nhân. Link cụ thể mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video này. Và video cũng đến đây xin phép được kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ. Đồng thời cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi bên mình ra video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.